anh em mình stream là vì mọi người xem thôi, không nên đéo phải thế đâu. Ui, có blitz này, kẹo rồi. Có blitz là let's go, let's go, let's go. Đéo có. Để xem ngoài pet lan thì vẫn chỉnh pet lan. Kéo ạ, chỉnh kéo ạ. Tỷ lệ hút này đéo quen rồi anh em ơi. Kéo. Cảm giác cắt lên vũ khí thợ thượng ở đâu có đẹp đâu ta. Bình thường nhỉ. Trông nhìn này trông nó quen quen hơn đấy. Cắt lên thợ săn đẹp hơn nhỉ. Team thiếu CC đúng không? Để tao tăng e, tao lấy CC nhá. Đánh nhau dễ này. 30 seconds until minions spawn. Tăng heo nha, tăng heo rồi. Con này lớn luôn này, cho ép nó tốc đi. Ép thử. A này, 2 này, 1 này. Đây, 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 đi bộ vắng. Không được, không được, không được. Má chủ bắn đầu lắm mà. Ôi, ngon, được rồi, ép nó tao biến là được, ép nó tao biến là được. Rồi, đây, 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 thằng này luôn, thằng này luôn, thằng này luôn, thằng này luôn, thằng này luôn. Kẹo, kẹo nhiều quá, kẹo nhiều quá. Bọn là chưa biết đến anh em mình pro build, pro player. Nó chưa biết đến những cái tình huống mà anh em mình lại là 30 năm nay rồi. Ôi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Đi mà, đi mà. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. Được không? Bắn phụ mấy cái cho. Đây, bắn phụ cái quy cho. Ừ. Phụ dưới quy. Anh em thấy tín không? Anh em thấy tín không? Tín TK nó phải thế. Mà hiệp tự tính toán đam chuẩn phải đi. Quả đấy mẹ, từng đam một mạnh ạ. Bạn đánh kinh lắm các bạn ơi, chỉ có mẹ team này team VCS. Anh em VCS, 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 VCS. Tôi biết thầy lừa, tôi phải tự cho trụ bắn phá ở mùa mà. Sao mà tôi sẽ bước chân tấn với cả cái bấm binh hồi máu lại mà. Pro vãi đái. Like you never existed. Đéo gì, đéo gì, đéo gì. Con mẹ ơi, quên rồi, quên tay, quên tay. Quên tay, quên tay. Quên tay, quên tay. Rồi hay. Đấm cái. Quên tay ăn nhanh các bạn ơi, tí nhỉ nó quên. Tay con này không? Con mẹ nghi ngờ mấy lần. Đam to mà ta. I'm going to shoot you into non-being. An ally has been slain. No. Enemy double kill. Quên tay kiểu ăn nhanh ấy. Ơ, má. Chấp căng à? An enemy has been slain. Chấp. Anh hết mắt rồi nhá. Hết mắt hết mắt rồi. Mày quy được cho anh đi chơi. Nó ra vàng này được đấy. Nó đang ở canh cua 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 của tôi à. Ép mình phải khởi lát à. Who needs a warrant? Được em nè. Ra vàng thử lên tốt nha. Anh cam ra vàng thôi. Thôi để tắm con mắt đấy luôn. Anh cam này. À, tía mắt tốc biến nha. Gì đây, gì đây? Làm ít kìa. Even time can't heal. Thôi vẫn là thế đẩy, vẫn thể thể đọc băng anh em ạ. Ra van mid kìa, ra van mid. Trời ơi, BK với tôi à? BK với tôi à? Từ từ để anh đai không? Anh có mắt. Gặp lăng bóp lóc rồi nhạt, gặp mới tóc nhạt. Ok, đẩy quay lính ấy. Anh ra luôn. Nốt con xe và đến tầm trụ là anh vào luôn. Đi em tập biến nha, tập biến tele luôn nha. Đẩy lính em ơi, đẩy lính hết kill em ơi. Ôi, thế thì khó chơi rồi em ơi. Enemy double kill. Lên có thể kéo luôn được không? Chúng biết chuyện tính sau. Vô đá. Ba này, hai này, một vô. Your ally has been slain.
Mình feed thằng Aesop để mình ăn mạng và mình giàu, vậy là ok. Ok. Chuẩn. Rất chuẩn bài. Hợp lý. Boss kìa. Đang boss. Boss vẫn đang không được nhá. Yes, AD nó mới 4 mạng thôi. Hơi lùng một tí nhưng mà mình chỉ cần có cùng xanh, vậy là ổn các bạn ạ. Cảm giác vừa lờ à? Tốt mình tưởng mình win lên rồi, bình tĩnh các bạn ạ. Sao phải nói chuyện thiệt tí được. Bố mày đóng giày 2, bố mày chơi với mày luôn. Khó chịu quá. Mình còn bất tốc biến này. TF nó 6 rồi nha. TF 6 à? Trang Blanc cũng 6 rồi. Ủa team đó, AOE, à gọi là toàn bản đồ à? Tới! Đâu tới. Đấy là bốt đấy, toàn nốt cái team là sao, đá qua không dầu. Không không, bốt đang đẩy, ta tiện luôn, tiện luôn, tiện luôn. Ê là TF đâu chứ? Kể nó đi, mới về được kia nè, mới về được kia nè. Ok. Đã bảo dồn nam rồng đi rồi. Hai này không qua từ từ lớn. Này đó kéo cái đéo gì. Họ đánh rồi. Anh xem bao nhiêu. Tự nhiên xấu thật kìa. Má thằng AD nó đang khỏe thì chớ. Có blip lắm à, rờ theo phụ ở đấy. Sao ông dồn chết Kalista ta? Không nghĩa là đã gọi ra đánh cho con Kalista đâu. Mình không chơi cái con Katlin này nhiều quá các bạn. Mình không biết cái E này hình như là chỉ có E qua được tường nhỏ thôi đúng không? Mấy cái tường bự bự này đâu có E qua được. The last revision is the only one that counts. Ừ, mình bảo mà nó bóp mình mà. Con mẹ nó chứ. Không phải là mình lên 6 rồi. Đá thằng mít rồi, xanh mỏ rồi. May mình còn nóng xuất sắc. Cùng phạt được con rồng. Thằng mít mất lát này, ra đá xương mỏ đi. Từ từ ông ơi, ăn nốt bãi nữa thôi. Ơ, tại sao con xe vậy con mít? Vô lý vậy. Nó level 6 hết rồi. An enemy has been slain. Giờ nãy giờ bị hơi mạng hơi lag tí nha anh em. Ui con Thread ra đây. Ui giời ơi. Chắc là không giữ lính được rồi. Bên sau là không giữ được. Nên là phải đẩy trước. I am anomalies. Thế này rồi. Bỏ cái nhà. Tiếng hấp lag đúng không? À tiếng hấp lag à. À, đá. Giờ méo đánh được đâu mà. Phải lắm. Xin lưu bạn này. Đâu có cái kiếm hay là ăn được. Xem cái tốc kiếm Zeroth ở đây doanh bạc vậy. Zeroth. Nó còn ở ít cương mày. Có tờ đây nha, cái nắm có rồi. Wow. Hồ bà này. Ôi ôi. Mình biết BK con này mà bà ăn. Đang một lính là mình xỏ vào đầu ngay. Anh hiệp chưa lên cấp 6 à? Sắp. Ôi này bạn. Nó cũng mất cái ấy. Mà đây cấp 6 rồi anh. Rồi anh luôn rồi. 10 giây của công ty. 10 giây, 15 giây của hơn. Cấp 6 rồi này. Đẩy được rồi em ơi. Em cho anh một phát. Chưa cấp 6. Rồi. Anh bỏ tôi rồi. Anh bỏ tôi rồi. Cái té đây. Đi em nửa máu rồi nha. Đá đi, đá đi. Có đá. Shut down. Might as well. Mình chưa mua đồ. Bắn không lại. Ui thằng này đóng hẳn cái dạng ninja các bạn ạ. Hèn gì bắn tới thấp. Ui đoán sứ giả rồi, đây. Chắc là hai vạch thôi. Hèn gì mà bắn nó không thấm.
giờ không để ý lắm. Rồi. Giờ mình cứ bước tới con Lee chưa? Cứ sao rồi mình nói nó không có Lee chưa? Giết ra, giết ra, giết ra. Đó, hồi lát rồi đấy. Hồi lát rồi ta. Sao nó sau lưng mày được đấy, Thả Mít? Hả? Sao lưng mày được đấy? Thằng kia địch bệnh với gọi. Ủa, má Mít bố mình thả luôn này. Ngon mày đép đi. Không được luôn này. Tao phải lâu. Rồi đi vào. Tao nhìn mày là hồi đá cho tụi mày. Ôi đánh em đéo luôn. Đỡ. Đỡ ai đây? Nước đi quá thằng này. Ra mắt không sợ. Cái gì đó? Chết chứ gì? Đái con đi kìa. Your failure is proof. I'm superior. This man, hai thằng ăn rồi xong biết xe. Đánh được, đánh được, đánh được, đánh được. À, hay thế. Á, là nó không thả được con đây là mình giết nó rồi. À, mà mình chạy sẽ mình chạy thoát rồi chứ mình giết nó rồi. Giết hết. Giết hết. À, để tay leo boss cho. Có súng báo đâu. Time warp. Súng boss cho, súng boss cho. Té. Thì mình nhiều đam vãi cả lìn rồi, mình còn tham lên đam nữa, mình cần toang. Tao về luôn. Thôi, toang toang lại rồi. Tan rồng. Quá đồng quá, té đéo kịp các bạn ơi, đồng quá. Ăn rét lẹ, bê cai con rồng này. Để có một thằng rét thôi còn câu kéo bê cai với hai này được chứ. Cô nó ăn rồi. Ăn lẹ lắm. Này cầm cầm trên đường mà nó dây chuyển ta biết này, nếu có đây. Bót này à? Ở lại bót không? Là tốt, thế ta để biết đây. Đẩy đi, đẩy đi. Thằng kia đây. Bye. Thế thôi cho nhanh. Tốc đai tốc không mày. Ồ thăng lên này, ăn đá luôn. Đai luôn nhá. Đi. Nó lại xuống boss à. Đứa kia sợ là có mắt. Kệ mẹ nó, đánh nhanh thôi, không thì thằng kia lên mất, lên luôn. Đi tao đi luôn á. Time has lost. Time is lost. Biết mà. Không cần đâu. Enemy has been slain. Đi mà. Chân đéo biết. Chạy ra mid. Để nốt boss đi nhá. Đấy, má chỉ sợ ra thằng Kalista này nó lại nhầm lại ra Kalista trên boss rồi. Nghĩa là nếu em đánh được luôn á.
Ra đây mít luôn à. Sợ đi vòng ấy. Bắn sứ giả hai ấy. Ra ra luôn này, ra luôn này. Team phải cover, team phải cover. Không còn lâu mới ra sứ giả, bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Mẹ, tự bắn cái nữa là rồi đã chết rồi các bạn ạ. À. Với đéo bắn được cái nữa. Ủa cơn BKIA con này mạnh thật. Xin chào mọi người nhá, anh em vào thì nhớ ấn like nhá. Bắn được cái nữa là nó chết rồi. Rồi, vừa có đống tiền này. Tụ cũng đau nhá. Ôi ok. Ê, tao chạy nhà tao mạnh. Tao cũng đau rồi. Cần cover, cần cover. Tao chạy ra mid trước này. Châu ơi đánh nhau luôn đây á. Nó ăn okay, mẹ rồi. Ok. Tao dịch cướp vậy. Ê, có gì chạy xuống boss xong rồi tele em. Time cannot be a circle. It has to be a line. Không thì thôi tình hình này thì thằng mạnh mèo thôi, không phải đáng luôn kia. Không không đủ nó là chắn. Hoặc thằng Thread đó ngay sau đây đến rồi. Lên lên lên. Đánh vào này, đánh vào này đi. Đã được rồi. Rampage. Rồi thế thì để lấy cái lam mít thôi. Ui. Ô oh, để luôn lấy cái lam mít nè. Ê thằng này, thằng này. Ui. Mày còn sắp có hơi thể đúng không? Tao hộ thể lấy lam mít cho. Làm gì làm đi. Ừ lấy đi. Đánh được kia, hết ăn rồi. Nãy là cái combo là mày giết hết rồi đấy. An enemy has been slain. Tao ẩn kế, phải cho tao tử nó chọn tao. Thế đéo nào. Ui ui, nó có gì đấy. Nó hưu ấy. Ăn táo à. Ăn táo, ăn táo. Cái đi rồi, đang rồi, xong rồi. Đó, bỏ, quỷ tới, Ăn sẽ làm gì à? Có mình bấm đồng hồ, mình không sống được này thôi, bỏ đi. Cảm ơn mình sẵn nhá. Chắc là trận này lên AP đi. Ok, được mà. Kỹ năng là kỹ năng bình thường mà. Set weapon power to 360. Disable scope. Initiating. Time. Đánh bù đỏ nha. Ra luôn. Sao ở đây rồi? Thế đi thế này chẳng sao ba còn ở xa. Thằng biết về cả với chúng tôi à. Thằng mít nó nhìn thấy mình rồi đấy, có mắt đây này. Ôi, anh em có thả gọi luôn con ra mít không nhở? Ăn cái lấy luôn cái nhà lính thì còn đợi cái gì nữa. Thằng này. Ô, nó bỏ đèn rồi kìa. Sao có 200 đam ta? À đây, thả nó đi rồi. Rồi. Ủa, cần gì lính còn trụ đâu mà lính. Thế là có lính xe khí giả á. Đẹp không? Nào ra đây. End con mẹ nó game luôn này. Chơi luôn, end game luôn. End game luôn này. Mấy chú bắn phát đi. Ok đấy. Rồi, end game.
cần hả? Ráng đi vào cái chat đi. À, mình hổ báo quá để thằng kia nó chụp đầu được mình. Còn hai like đẹp trai vãi đái. Hổ báo quá, hơi hổ báo quá đáng cái quả đấy các bạn. Ừ, tôi định reset thằng AD ra luôn á, góc đẹp vãi đái luôn rồi. Tôi ở ngay sau đít nó rồi mà ăn quả bài stun mẹ mình xíu mất 5 giây luôn, ách cu luôn. Đánh Kelly này đến lúc được match chí mạng mới có mớ tốc đánh, đánh sướng thật. Đánh to vãi luôn. Lên top cả rồi. Hai. Bây giờ lên đây. Lên 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 lên. Levi không? Farm 117. Anh kia farm 97. Levi rồi ra. Ơ ăn này đi 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 đi. Cái đéo gì thằng cứ đang ăn thằng kia lại đang làm trò gì kìa. Cả nó đi em ơi, lấy tất cả cả nó đi. Tin tao, tin tao, tin tao. Tin tao, tin tao. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, tin tao, tin tao. Ủa má tao bắn có một cái thằng AD đấy kìa. Đúng một cái kìa. Mình bắn nó một cái là AD nó gần chết luôn các bạn ạ. Đáp kinh thế. Chuối về kìa. Rồi nói chuối được. Nhìn đam nó rất là đáng. Ok, để làm cho nó lên máu tôi cứ trừ phạt các bạn. Tôi quy rồi tôi mới trừ phạt thôi. À, chết. Nó tưởng mày chết. Chỉ láo vào là chơi game vui mà giờ cứ láo thoải mái nó thu được đâu mà mấy ông cứ nhìn túc tí nhau. Cái đéo dịch chuyển đấy. Temporal sync reset. Chơi thì mình thích thì mình di chuyển vậy thôi. Đéo được bắn nó chỗ kìa mày ơi. Để xem mặt mèo BK đi. BK coi. Hút máu. Mặt nào hút máu rất ghê. Đồng hồ cát nó từ vị trí của cát. Ờ của mẹ tiếp. Một xoa xuất quy chúng mẹ bị đặt gieo về thể hiện ngờ mẹ cút lời. Thể hiện cút ngầu. Đấy chứ rồi, quay không để. Thúc thúc đều rồi. I don't want to talk about time travel. It always ends in Thread kia nó được dịp quá sau một pha xử lý theo của Hiệp. Hay thật. Mày ốc chó chết rồi, mày ốc chó. Ốc chó W và lính là chết chắc rồi. Châu về làm toàn chơi như thế toàn nhóc. Mày bắt đầu mày chơi lì xì. Chúng mày đi lại nha. Anh nhập tôi lì xì. Mày không lên khu đam mà. Ôi rồi, bây giờ rồi. Phút 2-3 mày update được lên này. Thế là bình thường rồi nhỉ. Bố mày ăn hai con đấy con chó kiểu béo rồi. Tao ăn một con xong rồi mày ăn đâu ra là hai con đấy. Bố mày lúc bố mày kiểm soát thứ giả mày ăn rồng đúng con mẹ rồi. Thế nên quát đéo gì? Ủa tôi ở đây rồi. Mấy thằng nhóc. Mới vô. À đây nó mất rờ rồi nha. Xuống dưới đây. Ông bị kêu hết rồi. Kinh lắm, bấm kinh lắm. Chúng lấy luôn. Cũng hết là gắt. Má nó một phát trên lệnh kia này. Cái em đéo nào được. Ôi mà đã ông còn lít ông còn đi ra bên là nó còn đi ra để mình hứng kéo nhích tới đi
lề nghĩa ra. Máu nó sạch đầy. Sao tự nhiên lại nổi. Đánh đến thế là cùng với mạnh ơi, bỏ bỏ bỏ. Chả có lý xin lại cho Yu đi. Địt cầm mạnh đánh chết rồi. Cái đéo gì ông vào cũng được bố con đàn đi. Lóc lại một cái đéo gì nữa. Kể tôi xem. Rồi anh em giết xong đi về. Thể hiện thực đáng lên. Giết xong đi về. Mình bắn nó tự chết này. Mạnh lên đây bạn. Phụ cho cái này nè. Đó, ghê không? Mạnh luôn, mạnh luôn. Đánh không? Đạt chát mày bà nội mày. Đạt chát bà nội mày. Chặt hộ bố một cái. Cho hó này. Mạnh thượng đẳng không thể hiện được. Châu ghê vậy. Thôi chơi game đéo phá nhà. Tôi nhanh mẹ lên liên mới đi bạn. Phú đồ kết ly nè. Cái pháp luật kiếm này là mẹ hay thế nè. Má rồi. Là chăm mít của mẹ hết luôn. Hỏi chấm PK. Lại còn chú chí mạng không thèm lên. Mẹ không thể thật nữa. Ôi. Chơi game cho người ta giết các bạn. À, để xem Hiệp PK nè. Sau Hiệp ăn một cái bài bàn chết các mẹ Hiệp luôn này. Hiệp có thân tẩy. Ôi Hiệp chăm chăm như lìn. Ôi Hiệp chết mẹ luôn. Hiệp ngu chín chó. Cái quả đấy mà còn để ra giết thì bán lên. Trời ơi, bao nhiêu anh em ở đây thấy hết nha. Chứ đéo phải là không thấy nha. Non. Chỉ có thể nói là non. Hiệp đen thôi. Bây giờ này Hiệp sẽ thể hiện một tình huống khác cho Mạnh và các bạn thấy này. Rồi anh em ở nhà hết cho Hiệp thể hiện nè. Hiệp căng thẳng đến nỗi mà chỉ nhớ một cái thanh tẩy đéo nhớ đồng hồ ấy này. Con kia đi rồi thua sao đâu. Vui là chính mà. Rồi mà. Làm nốt cái này cái bình thuốc đi để có tí hút máu các bạn ạ. À. Không tăng điểm hút máu à? Không, hút máu nhiều quá. Mẹ cách lên mà không tăng lấy điểm tốc đánh là tí lấy đâu ra đam. Mà tăng điểm hút máu ba. Mình cũng tăng huyền thoại tốc đánh á, mình đéo có hút máu. Tao còn tăng huyền thoại tốc đánh nữa à, mẹ đánh nhau gấu. I can hit a target at 300 meters. Đây, hút máu rồi. Ê, linh hồn. Cái đéo linh hồn đi ông ơi. Cho nó ăn cái Baron đi, cho nó free cái Baron đi. Dừng thượng đẳng các bạn ơi, dừng thượng đẳng. Kéo cho nó về anh em. Dừng thượng đẳng. Đánh là phải vì mục tiêu mà chết. Các bạn lại không hiểu rồi. Đánh vì mục tiêu mà chết các bạn ạ. Mất Baron cũng được. Có bộ xanh để Châu ơi ăn đâu. Châu ơi ăn đâu. Châu ơi ăn đâu. Châu ơi ăn đâu. Thằng này đi đi viện. Chết mày mày luôn nè. Mở hộp bắn 3 cái chết. Cắt máu rồi. Đi đéo mạnh luôn mà thắng được nhá, mạnh ở có mẹ nha, đi đánh đéo hiểu.
mạnh trước đẳng à? Mạnh hơn đâu? Mạnh đang ngồi yên, tự nhiên nhận đây là mạnh coi của tao đúng không? Từ từ sau. Kéo cái lìn, kéo hoài. Đạp chát, đạp chát, đạp chát. Đạp chát, đạp chát, đạp chát không? Nó mà. Thì con nào AD cũng yên chả mặn, một con Catlin này nó tầm được 2 đồ là bắt đầu nó khỏe sớm rồi.